khi mình giúp đỡ ai đó một việc gì đó mà họ cần mình giúp thì đó là loài phước gì trong 10 nhân sinh phước và khi còn giúp ai đó vậy con hồi hướng được không hay chỉ khi mình bố thí cúng dường nghe pháp thuyết pháp hành thiền mới hồi hướng được phước báo con cảm ơn sư khi mà vua Bác Sĩ Na À, cúng dường à, tăng để hồi hướng phước cho thân bằng quyến thuộc đã quá bản thì khi mà vua bác sĩ nó đi à, rửa à, rửa chân cho chư vị tỳ kheo á, thì mới nói là nói cái câu là phước này thuộc về quyến thuộc của tôi thì ngay khi đó thân bằng quyến thuộc à, được cái được cái phước chỗ liền đó là thoát khỏi cái sự nóng nảy bực bội và hôi thối đấy cho nên là mình làm các cái thiện pháp nào thì mình cũng nên hồi hướng thì cái kiểu quăng lưới chùm vậy đó rồi thì chúng được ai chúng được thì cũng mừng cho người đó còn ai không chúng được á thì họ tùy hỷ thì nó cũng tốt ừ. rồi còn cái chuyện mà khi bố thí đó, chúng ta có ba loại thí thứ nhất là tài thí tức là mình thí những cái vật chất cái thứ hai đó à, là bố thí cái à, sức khỏe nha à, tức là mình bỏ cái khả năng ra để mình giúp đỡ người khác cái thứ ba là mình bố thí về mặt trí tuệ thì trong ba loại bố thí này đó thì bố thí trí tuệ á, là cao thượng nhất à, ngoài ra cái chuyện mà mình giúp đỡ á, nó còn liên quan đến cái phước phục vụ nữa đấy thì đó là cái điều tốt ha ở đây á, mình phải phân biệt được giữa cái hồi hướng và tùy hỷ mình không biết gì trơn cái gì mình làm cái gì mình cũng hướng cho quyến thuộc hiện tại quyến thuộc quá giảng không nhận có được đâu quý vị mà chính mình là cái người được hồi hướng, được hồi hướng nè được chia phước mình cũng không biết đường mình tùy hỷ nữa ví dụ hôm nay tôi cúng dường chưa tăng tôi mới nói xin tệ rồi tôi nay tôi mới cúng dường chưa tăng tôi đi hồi chia phước cho sư nha thì trên đâu có nhận được cái phước đó nhưng mà xin thể ông quan hỷ với cái phần phước của tôi ông sẽ có được cái phước tỳ hỷ đó là 10 thiện nghiệp trong 10 thiện nghiệp là phước tỳ hỷ còn mình giúp đỡ ai đó tại khái mình nói chung chung khi mình giúp đỡ người nào ví dụ mình thấy bà cụ qua xa qua qua đường nó không được mình dắt bà qua đó là cái phước đức còn mà khi mình cuốn giường, cứu thí cúng giường, nghe pháp thuyết pháp và hành thiền mới hưởng được cho báo bữa hổm chưa có nói rồi đó là mình mình hồi hướng nó chỉ có ngạ quỷ tí ru quýt đá có thú đó vết nhà nó mới hưởng được mà cái phương nhận được của nó là cái gì cái vật thực hồi hướng chưa tăng cũng nhiều chưa tăng trong cái bài kinh mình đọc là cái bài kinh phật gì nhắc lại quên là gì phước đã tạo thành đó. cái câu dưới dưới nó cái khúc là xin gì vật thực cái gì quá lành thực phẩm mùi hương thỏa lòng đấy xin cho phước báo tạo thành À, quá thành thực phẩm mùi hương ước báo cúng dường quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng quý vị nghĩ đi cỡ ngày Sariputta là phước của ngài biết bao nhiêu mà tại sao ngài không lấy cái phước đó ngài hồi hướng cái nhất là phước quá khứ không hồi hướng được cái thứ hai là những cái phước làm tùm lum không có hồi hướng được mà chỉ có cúng dường vật thực đến chư tăng xong rồi lấy cái phước đó hồi hướng thì mới nhận được nếu đó là ngài vị À, cái vách nhà còn những con loại khác người ta chỉ có tỳ hỷ mà thôi tỳ hỷ sẽ có được cái phước tỳ hỷ đó là một trong 10 thiện nghiệp cho nên, nên mình phải phân biệt được lúc nào mình hồi hướng lúc nào hồi hướng và lúc nào ví dụ bên nay tôi bố thí nè nói đó là phước đức đó Hả? chưa <laughs> rồi á ví dụ bên nay tôi làm phước tôi, tôi, cúng dường chưa tăng tôi, xin chia phước cho cha mẹ cho mẹ mẹ tôi ở củ chi đây là quận mấy đó tân bình tân bình gì quận mấy <laughs> ở đây đâu chùa nam tông mẹ tôi không biết gì trơn không có lợi ích hướng nó là sư vô không vô bổ alo gọi điện mẹ ơi hôm nay sư làm phước này sư chia cho mẹ đó và mẹ tôi bả mới có tâm lạo có tâm biết học phật pháp có hiểu biết về phước bố thí làm nó xa thú lành thai thì người mẹ này sẽ có được cái phước bố thí còn không mình đi vô chùa mình tụng kinh cho đã mình ngồi mình uh, uh, xin chia phước cho quyến thuộc uh, đà hiện tại bà mẹ mình ở nhà ông bà mình ở nhà còn khi cậu giáo gì chứ cô gì mình ở nước ngoài anh ở pháp à, biết gì đâu mà, mà 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 nhận lại cái phước đó rồi Trời, sư, nhắc, nhắc mình nhớ thực tế lát đó lát đó, em, đó, mình đó, đó. Không, không... <laughs> phải mình không có cái vụ mà hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc còn hiện tại hoặc đã qua bản chế. cái câu đó là chế nếu mà đúng là cho thân bằng quyến thuộc thôi thì lúc đó, đó còn coi còn sống hay chết rồi đó thì nó mình không có phân biệt tại vì sao trong cái trường hợp mà à, vị sa di hồi hướng phước cho mẹ của mình á bà mẹ còn sống bà không có nhận được nhưng mà bà mẹ em đang làm cái con dạ xoa đó à đã nói đó ngày sa lợi phất Ngài Sư tá Ngài bà thánh thường thủ thiên văn một cái dạng mình kêu là thứ dữ đó mà, mà ngài cũng phải vậy ôm mình bác đi khất thực vô gặp đức vua đức vua quan hỷ đức vua cho đem một xe vật thực vô cúng dường ngài mới lấy cái, cái, vật thực đó ngài cũng dường đến đức phật và tăng sau đó ngài mới hồi hướng thì cái người mẹ làm con giả so nó mới nhận được cho nên đó, mình hướng luôn tung beng hết trơn thứ nhất là nó không hiền, giống như mình mưa tụi nó rồi mưa mình mình muốn hứng nước cho nhiều mình phải lấy cái lù mình làm ăn sói còn mình lấy hả họng rồi mình hứng mình lấy tô mình hứng là bụng tay mình hứng được bao nhiêu tức là mình, mình đi qua cầu mình đi bộ mình vác thêm cái xuồng mình mình lem xuồng lên bờ mình chống mình chống mình chống gãy dầm nó, nó, nó đi ngược nó không đúng nó nó cật mắt me rồi nó sai thì mình hiểu mình làm nhiều lúc tội nghiệp những người phật tử là sao? Vô chùa bỏ tiền ra làm phước, nhiều lúc cũng tốn tiền, mà cái lễ, tức là mình, mình nhiều lúc mà mình can thiệp không được, cái 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 cái, cái phước báo của họ đó không có u, tối ưu được, Gọi là tối ưu cái phước báo nó uổng phí vô cùng, uổng tung tung beng hết trơn, nó không, không hiểu về uh, uh, hồi hướng hay dư lại từ hỷ cho nên á, quý vị nào nay có nghe nào làm ơn quý vị đi tìm hiểu cho kỹ về hồi hướng và làm phước về hồi hướng làm sao chứ nó phí công mình đi vô chùa mình bỏ tiền mình cúng dường rồi rút cuộc cái đồng tiền của mình cái phước đó mình hưởng không không hưởng được trai hết thì mình không tận dụng được có những người ấy vào chùa làm phước á rồi họ dẫn theo bạn bè theo mà bạn bè đó thì đi chơi thôi đi theo thôi rồi những người đó cũng giác cái cái cái, 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 cái thân dịch định lợi dân của ai dân của người bạn mình, mình mình dân gì được thì nếu cái người đúng pháp cái người hiểu pháp họ sẽ đứng ở ngoài và chắp tay lên họ sẽ tùy hỷ với công đức đó là họ sẽ có phước còn nào vô dân họ không có được gì hết dân theo nữa chứ tại vì đồ của hai người đó dân quý vị nhớ chỗ đó nè đồ của ai vọt đồ của hai người đó dân thấy đi theo rồi dân cũng nhào vô dân rồi chỗ dụ nữa dân gầu, rồi vô dân nữa nữa chị tăng nhận rồi người sau lại dân nữa dân cái gì quý vị dân cùng một lúc nhiều vấn đề trong cái sự lòng phước này lắm mà mình không hiểu mình làm cho chơi giống như không ăn lương được